Rồi, giờ chào quý anh chị và các bạn. Trở lại với channel của mình. Đây hôm nay em quay nhanh qua quý anh chị và các bạn tìm mua xe cũ đúng không ạ? Tầm giá khoảng 700 triệu. Gầm cao 7 chỗ, thương hiệu Nhật. Bây giờ thì giá đấy thì mình thoải mái mua Xpander rồi. Nên là muốn cao cấp hơn Xpander mà vẫn thích Mitsubishi thì hôm nay em có Outlander 2016 nhé. Phong cũ đúng không ạ? Xe này là xe màu xám và nội thất của nó là màu kem nhé. Xe đi 8 vạn, 16 đi 8 vạn rồi. Hôm nay chào bán là 705 triệu đồng. Xe tư nhân biển tỉnh, mọi em vẫn đang để biển Hà Nội. Đó. Xe cũng được trang bị một số sườn cơ bản, về che mưa này, dàn kính trải sàn này, đã có su. Đây, xe 16 thì tất nhiên cái ghế da nó không còn sáng và mới được như nguyên bản rồi, mà đặc biệt là nội thất màu kem như này. Đó, ô tô này. Outlander từ đời 2020 chúng ta mới đổi form. Còn trên phiên bản này thì các bác vẫn được trang bị đèn đổ nút bấm này. Đó, lễ chuyển số trên vô lăng này. Ngoài ra thì về mặt thiết kế nó một chiếc xe rất Nhật. Đấy, điều hòa cơ bản. Cái cần số thì hơi thấp và cái này đã được bọc da rồi. Có duy nhất một cái thôi là cái màu nội thất kem ấy thì sau một thời gian sử dụng thì cái màu nội thất kem chắc chắn rồi, nó không thể giữ và mới được như là những xe mà các bác đang xem như bây giờ. Người thứ hai, 705 triệu thì các bác thoải mái mua những cái phân khúc hạng B và như là gầm cao ấy, thì chỗ chúng ta vẫn có Xpander, vẫn có Ertiga, xe mới hoàn toàn và đã đủ lăn bánh nhé. Tuy nhiên thì mình thích mua một chiếc xe cũ, tiết kiệm kinh tế và nâng được phân khúc thì có thể tham khảo thêm chiếc này. Giá bán thì các bác có thể liên hệ trực tiếp để xem xe. Đó, sơ qua thì em quay nhanh qua Mitsubishi Xpander phiên bản Mitsubishi Outlander 2016 số tự động. Xe tư nhân biển tỉnh, xe đi 8 vạn và bên em chào bán là 705 triệu đồng nhé. Ngoài ra thì 700 là chúng ta có 6700 chúng ta có HRV này. Đấy, màu đỏ thì bên em cũng bán giảm khá nhiều rồi. i20 Active loanh quanh khoảng 500. Quý chị nào có nhu cầu thì cứ vui lòng bốc máy giúp em, mình xem xe trực tiếp và để lựa chọn chiếc xe hợp lý nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.